How are you today? Okay. So what did you do this afternoon? What did you do? Rồi. Vietnamese nào. Vietnamese first. Con nói Vietnamese trước nào. Tiếng Việt trước. Mà ăn cô. Ăn gì? Ăn gì? Không ra. Ok. Hôm nay Tùng học những môn gì nhỉ? Tiếng Anh, toán, tiếng Anh, tiếng Anh, EL, tiếng Anh. Tiếng Anh là chính. Hết rồi. Tiếng Anh. Rồi, ở trên lớp thì tiếng Anh sẽ khó hơn ở đây. Nên là cô bảo rồi là chúng ta học ở đây là khi nào chúng ta học ở đây, những cái slide này nó học nó rất là quan trọng, nhưng mà khi mà Tùng có bài tập hay là Tùng muốn luyện đề thì Tùng gửi cho cô để cô với Tùng cùng luyện đề. Tất cả những cái câu mà cô chữa cho Tùng rồi thì Tùng làm lại, nó sẽ giúp Tùng nhớ, đúng không? Rồi. Thế dạo này học cái gì trên lớp nào? Dạo này con học cái gì? Này ôn. Ôn hả? Ôn cho nên là mệt hơn học đúng không? Không, phải ôn đấy. Đi học bình thường. Học bình thường. Thế con ôn có bình thường hay là ôn mệt? Hay như thế nào? Phải ôn. Ôn bình thường, học cũng bình thường. Nhưng cảm thấy hơn. Are you tired? No. No. Okay. Now, what is the day today, Tùng? It's Tuesday. Okay. Thiếu một chữ gì? Thiếu một chữ gì? Trước Tuesday. Today is on. Yeah, it's today. On. Tuesday. Okay. Hôm trước chúng ta học về gì? Có nhớ không? What did we learn in the last lesson? Học mấy cái slide. Yeah, but what did we learn about? What did we learn about? Food. Lack. Lack and food. Drink, right? Drink. Coca-Cola. Cô không gửi cái này cho con để con làm được. Oh, cô chưa gửi hả? I'm sorry. Yeah, cô chưa gửi. Rồi. Yeah, it's my fault. Là lỗi của cô. Cô chưa gửi bài tập này về nhà bởi vì là bài này thì Tùng cũng làm được trên lớp rồi. Nào thế bây giờ thay vì chúng ta Tùng nhớ tất cả những cái câu hỏi này đúng không? Nào thế bây giờ câu hỏi số 7 nào. What food do you hate? Là ghét á cô. What food do you hate? Bún đậu mắm tôm. Yeah, bún đậu mắm tôm. What else? What else? So what new food do you want to try? Number 6. What new food do you want to try? It's new food you haven't eaten before, you haven't never. Is cake. Cake? What kind of cake? Cake chân châu. Chân châu. Tea.
bánh trà xanh, right? Matcha cake. Okay. And you know pho, right? Pho. Yes. Okay. Alright. So we're gonna do this exercise to review Fong's blog and answer the questions. And you must read the question. You must read the question and then look at Fong's blog to find out the answer. Okay, now, so what, when can we enjoy pho? When we can enjoy pho? Let's see. When? We enjoy for all kind of meals during meals the day. Okay. From breakfast to dinner. Ah. And even for a late night snack. À, thế Tùng biết cái từ snack như chúng ta biết là cái gì nhỉ? Bim bim. Bim bim, rồi. Tuy nhiên chúng ta có một nghĩa khác, đấy là bữa ăn phụ, bữa ăn tối. Chúng ta có 3 bữa chính và chúng ta có thể chọn rất nhiều bữa phụ. Nhiều trẻ em ăn 6 bữa một ngày, 3 bữa chính và 3 bữa phụ. Được chưa? Vì vậy cái snack này của chúng ta có nghĩa là bữa ăn nhẹ. Snack. Ok. Nếu mà giữa buổi tối hay là giữa ban chiều mình đang học, một bạn nói là would you like to have a snack? Would you like to have a snack? Bạn có muốn một bữa ăn nhẹ không? Một món ăn nhẹ không? Đấy, thì người ta sẽ hỏi như thế, được chưa? Snack, ok. Number two, what are the noodles made from? Quay lại cho cô. Oh, but do you understand this question? What are the noodles made from? Noodle ở đâu ạ? Made from mì tôm được sản xuất đâu? Ah, right. Made from nghĩa là ở đâu? Made from nghĩa là noodle is from made factory of rice. Right. Yeah, it is the answer. The rice noodles are made from the best variety of rice. Okay, cool. Rồi chúng ta làm hai câu thôi. Tiếp theo nào. Nào, cái món này là món ưa thích của Tùng. Your favorite dish? Omelette. So we're gonna talk about ingredients. Yes. Tùng, do you know ingredients? Là cách làm, cách chế biến đó cô. Right, cách chế biến. Con biết từ recipe không nhỉ? Recipe. Thực đơn, rồi, chính xác. Menu của chúng ta là thực đơn. Còn recipe ở đây kiểu như là công thức ấy. Công thức, được chưa? Cho một món trứng ốp la. Mua lại với giá 0 đồng. Mua lại với giá 0 đồng. Ok. So look at this example. How many questions? One, two, or maybe three, yeah. So I am A, you are B. Mm-hmm. I want to cook an omelet. What ingredients do I need? And you are the cook. You are the cook. You need. Yeah, Tùng. Tùng is the cook. So Tùng, we tell. You need tell me. To add. F. Okay. You need to add a pinch. A pinch. Of salt. Of salt. Of salt. Okay. Two teaspoons
of cool water. Cold water. A half teaspoon. Okay. Of pepper. Pepper, right. 2 tablespoons of oil. Wow, good job. So do you understand all those words? Do you understand? Can you tell me pinch? What is the meaning of pinch? Pinch of salt. Pinch. Can you see this is very sunshine? Or maybe it's like chick. Chick. It's very sunshine. No? Yeah. Pinch of salt. This is short, but danh từ là động từ, pinch là động từ, à danh pinch là danh từ. Mang giả cô. Mang giả. No, short là gì nhỉ? Short là gì? Cái kìm á cô. Không, cái này chữ này là gì? Short nghĩa là gì? Có vị mặn. Short là mặn. Ừ, nhưng mà cái gì có vị mặn? Cái pint. Cái muối. Tiếng Việt cơ mà, cái muối. Thế, thế bây giờ cô không thấy một cái gì đấy. Đúng rồi, chính xác. Yeah, exactly. But I have got a pinch of salt. Do you understand pinch? Pinch. Là muối. Muối, nhưng mà đây là hành động gì đây? What action? Hiểu. Danh từ nha. Một gì đây? What this? Kiểu như là phủi vào, bốc muối là người phủi vào. Ừ, đúng rồi. Thế cái bốc, người ta bốc lên đấy gọi là cái gì? Cái nhú. Muối. Đúng rồi, nhú, một nhú muối. Được chưa? Tùng ghi nhá, a pinch of salt, một nhúm muối. Tèo tèo tèo, đấy, đúng không? Được chưa? Tùng ghi thứ nhận tháng của cô chưa? Để con đổi vỏ mới á cô nhé. Lại đổi vỏ mới thế hả? Ừ. Đã hết vỏ kia của cô rồi à? Đã hết vỏ rồi à? Vâng. Okay. Gần hết nhưng mà con không thích dùng vỏ ô ly. Ô ly nó đau tay em. Vỏ ô ly đau tay hả? Yes. It's mine, maybe. A pinch of salt. Thang. Nay là ngày bao nhiêu? 23. Am I right? 26. I'm sorry, yeah, 26. Sick. Có ghi từ mới là pin nhỉ cô? Pinch, đúng không? Pinch là nhúm. Pinch. Nhúm. Là muối á cô? Nhúm. Pinch là nhúm. Nhúm muối á? Ừ, đúng rồi, nhúm. Còn đâu pinch of salt này là nhúm muối. Cả cái từ này có nghĩa là nhúm muối. Một nhúm muối. Alright. Pinch là nhúm rồi đúng không? Pinch là nhúm. Yeah, pinch là nhúm thôi, chính xác. Danh từ cô. Danh từ. Thế teaspoon là gì ạ cô? Teaspoon. Teaspoon là một cái... thì muỗng trà đấy, muỗng trà, ừ, nhưng mà chúng ta gọi chung đó là cái muỗng thôi, cái thìa thôi, thìa cà phê, muỗng cà phê đấy, muỗng cà phê. Ừ, và tương tự cũng vậy, table spoons thì nó cũng như thế nhưng mà nó to hơn một chút thôi. Rổ à cô? Bóng rổ á? Không.
Nó cũng là thìa. Một cái là thìa, một cái là muỗng. Hai cái này thì người ta gọi khác nhau nhưng mà thật ra là nó cũng giống nhau, nhưng mà cái table spoon nó sẽ to hơn một chút. Nhưng vẫn là thìa. Cũng là thìa ăn bàn Thìa ăn bàn. Thường thì chúng ta lấy thìa đấy để ăn trên bàn, còn đâu cái những cái thìa này thì bé hơn. Tùng tưởng tượng là một cái hộp đường nhá, thì mình sẽ lấy cái thìa nó bé khoảng độ như thế này thôi này, cái muỗng đấy nó bé như thế này thôi, để chúng ta có thể múc đường hoặc là muối mì chính nhé. Đấy, tôi cũng. nhớ không nhỉ? Ờ đấy, có như cái table spoon này chúng ta có thể ăn, chúng ta có thể múc nữa. Now, what about a half? A half. Bình thường nhá, câu hỏi Nửa nửa nửa. Đúng rồi, chính xác. Ok, good job. Do you remember the question how much and how many? là có bao nhiêu, có mấy cái. Now I will give you a question. I will ask you a question. How many teaspoon are there? How many teaspoons are there in your family? Nó đi cô nó bị dè. How many teaspoons are there in your family? How many? Teaspoon. Teaspoons. Okay. How much do we need? How much salt do you need to cook an omelet? How much salt do you need to cook an omelet? Su muỗng hay We can say muỗng, but pinch, two pinches of salt. But actually, we just say a pinch. Chúng ta chỉ phải một pinch. muỗng thôi. Okay. Now, talking something about your family. What food can you cook at home? What food can you cook at home? What food do you cook at home? For example, omelette. For example, boiled eggs. For example, noodles. Something else? What can you cook? What can you cook? Bạn cái gì bạn nấu ở nhà hả cô? What can you cook, right? Ép ép Eggs. mẹ bạn nấu được gì hay là bạn nấu được gì ạ cô? You, not your mother. You. What else? Noodles. Can you? Noodles. Okay. Now tell me, how many eggs do you need to cook a noodles? A noodle. How many eggs? Only one? Okay. So how Thường thường many? người ta ăn mì tôm. One, only one. Yes. Something else. Tôm tươi nào. Nào thế tôm, cái con tôm mà Tùng học rồi ấy. Con tôm tươi mà chúng ta hay ăn ấy, shrimp. Can you spell it? Stream. Yeah. Where we go? S H H I I hay R nhỉ? I
I are. Em. I am. Em. Gì nữa nhỉ? P. Swim. Okay. P. Something else. Yes. À, thế chúng ta có cho hành vào no. không? Hành tươi ấy. No. 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 Thế bình thường nấu phở thì bố mẹ thường cho hành tươi mà. Hành tươi, hành lá của cô là spring onion. Onion. Spring onion. Hành tươi, đúng không? Hành lá của chúng ta. Đó. Thế. Hai chữ này đều bắt đầu với S. Và hai chữ này đều cho vào món noodle. Tùng nhớ chưa? Noodle. Ok. Okay, besides S, we can add more shrimps. We can add more spring onion. Right? Something else you can put in. Something else. Cái gì nữa? What else? Pepper. Do we need pepper? Pepper. Yeah, pepper. What about garlic? Do you know garlic? Garlic. Garlic là cái gì nhỉ? Cái mà rất là thơm khi chúng ta phi lên. Garlic. Cái mà rất thơm khi mà chúng ta phi lên. Ừ, thức ăn gì khi chúng ta phi lên nó rất là thơm? Thức ăn. Cái gì? Cái củ gì? Củ hành. Ừ, đúng rồi, củ hành. Nhưng còn củ gì nữa mà nó phi cái lên? Củ gì? Tỏi. Tỏi. Đúng rồi, tỏi. Thế tỏi có cho vào không? Không. Không. Ăn. Đúng rồi, tỏi không cho vào, chính xác. So when do you need to add garlic? When? Là cái gì ạ cô? When do you need to add? Cô ghi nhớ. When khi nào, đúng không? When do you need to add garlic? Garlic. You get it? You get garlic it? Là sao? Garlic là cái gì cô vừa nói? Add là thêm vào này. Garlic có nghĩa là tỏi này. Khi nào bạn cần thêm tỏi? Món gì? Món gì đây? Fried meat. Fried meat. Right? Fried meat. Ok, rồi. Thịt xào. Chúng ta cần thêm. Ừ, đúng rồi. Và chúng ta có thể thêm gì nữa? Spring onion. Đúng không? Spring onion. Được chưa? Đó. Nào, thì bây giờ Tùng thử nói cho cô xem là. Bây giờ cô hỏi nhá. What ingredients do you need to cook a soup? What ingredients do you need to cook a soup? Soup là gì ạ cô? Soup. Soup là gì? Now, soup. S-O-U-P. Soup. Là gì nhỉ? Hàng ngày có phải là canh không? Có. Nào. Ừ, thế thường ngày con nấu chế biến thế nào được? Canh cá, canh thịt, ở canh cà chua, có rất nhiều loại canh. Bây giờ cô đang hỏi công thức của Tùng. Tùng chọn bất cứ. Công thức của cái câu nào, cái bài canh thế nào cô? Đây, nào, bây giờ cô hỏi nhé. What ingredients do you need to cook a soup? We need a mộc nhĩ. Ok. Mộc nhĩ. A soup.
Soup. Little apps. Little apps. What is the meaning of little apps? A little apps. Many apps. What else? I don't know. You don't know? Now, what kind of soup? Cái canh đấy là về canh gì nào? Là chúng ta sẽ ăn canh cà chua này. À, canh gì nữa? Canh trứng này. Canh trứng cà chua này. Canh gì nữa? Canh cải thìa. Canh gì nữa? Canh canh thịt bò. Trời ơi, chúng ta có ăn canh thịt bò không? Đúng. Ăn gì nữa? Ăn canh canh bắp cải. Hay là chúng ta có thể ăn canh gì nhỉ? Đó, cô kể ra 5 loại canh luôn. Canh, rồi. Canh gà. Tùng đã ăn canh gà chưa? Rồi. Ừ. Ok, rồi. Ok. Nào, Tùng nhìn vào đây cho cô nào. Bây giờ chán canh rồi, chán thức ăn rồi, bây giờ mình sang đồ uống đi. Nào, làm nào để làm được một đồ uống nào. What should we do? Okay. Sugar. Okay. Gì nữa nào? What else? Some food. Mm. I know some fruit. Some fruit. Mm. Sugar. Some fruit. Fruit. Okay. And milk. Milk. Oh, some milk, right? Some milk. We need. Okay. It sounds delicious. Okay. Now, can you describe? Can you tell me the recipe? Recipe. 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 Công thức để tạo ra món orange juice. Can you tell me orange juice? We need orange, sugar, and some sugar. Cái máy mà để làm nước ép ấy. Oh, okay, machine. We can say machine. Okay. What else? And what? Do you need a cup? Mm, a cup. Okay. Nothing. Anything else? Normal. What is normal? Không còn gì nữa. No more. Ah, that's all. So we can say. But you didn't say some milk. You didn't add some milk. Okay, some milk. Mm. But you didn't add hot water. You didn't pour hot water into the cup. Yes. You didn't. Because. Mm. Do you need hot water? Hot water. Nước nóng, nước sôi. Now, step one. Bước đầu tiên là gì? Step one. Step one, we take a can. Yeah, take. Cam canh. Take orange. We peel. Chúng ta vắt thì chúng ta có động từ này. Peel. Peel. Right. Chúng ta vắt peel. Peel. And then. And then we drink. And then we drink, but you didn't add sugar and some milk. No, I don't need milk. I don't need sugar. Okay.
Got you. Okay, good. And we đổ ra cup. Putting a cup, put a cup. Put to the cup. Yeah, we serve. And we drink. Drink that juice. We can go to the TV and verse 7. How do you say, verse 7? Nào, thế bây giờ Tùng sẽ sử dụng thì gì? Tôi xem TV trong khi tôi đang uống. Nào, có chữ why của cô nhá. Chữ why này thì sao? Chúng ta đã học rồi. Why? Trong trường hợp nào, bây giờ chúng ta nói là trong khi chúng tôi đang xem phim thì trong khi tôi đang xem phim tôi đang uống nước ép. Đấy. Ôi ôi sao tự nhiên cái cổ không. Oh my neck, cái cổ, oh my neck. You tired? Okay, now. Yeah, take action. Yes. You can turn around your head. But while you turn around your head, you can say something. Rồi. Ok. Finish. Nào, thì bây giờ cô sẽ không đi sâu vào cái này nữa. Thì bây giờ Tùng với cô sẽ chơi trò chơi nhá. Chữ nhá. Rồi. À, bây giờ mình sẽ revise some vocabs. Okay, are you ready? I will describe. Okay, I will describe the word, and then you will tell me the word. What? Hello. Now ví dụ nhá. For example, cô ví dụ này. Ví dụ, cô cho từ này. I am so thirsty. I'm so thirsty. I'm so thirsty. What should I drink? I'm so thirsty. What should I drink? I'm so thirsty. What should I drink? Water. Okay, đấy. Do you get it? Do you understand the game? Okay, now, are you ready? Okay, now, the second. I am so hungry. I am so hungry. I really want to eat a dish that is spicy, that is, there are so many noodles. What's that? Từ nãy giờ con quên mất mic. Spicy noodles. Spicy noodles. Rồi, cô cho một câu khác này. Cô cho một câu khác nha. I love drinking. I love. I love drinking something that is. Sweet and creasy. Each color is white. What is the food? I'm sorry, what is drink? Milk. Milk. Okay, good job. Okay, another. I am first eater. And I want to cook a dish. I need what? I love eating fish. What is the dish? À, câu này cô nói lại nhá. Nào. I love eating fish. I have
a lot of pork. I want to eat a dish. What is a dish? Món gì? Dish. Ừ, đúng rồi. Fish. Nhưng mà món gì về fish? Oil. A lot of oil. I have got bright fish. Được chưa? Ok. Nào bây giờ Tùng đố cô nào. It's your turn. Can you? Tùng đố cô nào. If I want to eat. No, if I want to drink. What do you want? I want to drink a red color of the drink. It's so beautiful and it's so matte là gì? Cool. Lạnh là cold. Matte là cool. Hoặc là fresh. It's so cool. Cool. And fresh. Đúng không đoán vừa được. Đúng rồi. À, thế hả? À, ok. I guess that it is sting. Sting. No. Can you describe again? Kiểu như là nó màu đỏ, xong rồi là có một cái trái gì đấy, xong rồi có thể làm được cái đấy. Quả gì đấy? Quả gì mà cô hay ăn mùa hè? Quả gì? Gì nó mát mát. No. Can you tell me, is this big or small? Big. Oh, okay. It is water lemon. Melon. The house. Oh, yeah, okay. Yeah, okay, correct. Good job. Okay, the next question. Can you? My favorite thing is color. Orange. Mm-hmm. And orange. It's so sweet. Sweet. Orange. But sweet. What's that? A drink, right? Is this a drink? Can you describe more? I cannot guess. Can you describe more? Orange juice? Yeah. Okay. Oh my god, I feel I am very smart. Okay, now. So what else? Now, Tùng, you should use you should use testes. 6 or 7 testes. I taught you. Đắng cay ngọt bùi. Where are they? Nào, Tùng phải sử dụng đắng cay ngọt bùi để miêu tả thức ăn để cô đoán chứ. My drink is so Thơm nào? Có thơm không? So đắng là gì? Đắng là gì? Bắt đầu bằng chữ bò. B I Die hả? Nào, cô ghi hai chữ nhá. Tùng đoán này. B-I B Beetle. Nào, bây giờ spell cho cô nào. Can you spell? E-E-T-T-E-R. Okay, Peter. Now, what kind of food? Oh, no, you describe a drink. Right? Bitter. And okay.
It's color is it's green, color is green. Wow. It is potato. It is tea. Yes. Yes, okay. Rồi. Nào ngoài ra đắng thì nó có màu xanh và nó có mùi thơm không? Yes. Đúng rồi, thế thì Tùng phải nói là nó thì cũng khá là thơm. Tùng phải nói là nó thơm. À nhưng mà như sai đấy cô. Sai rồi hả? À, cô sai rồi. Nhưng mà cô nó thích không mùi thơm, nó có mùi hương. Ừ, nó có mùi hương. Ok. Nó cũng là một loại trà. Nó cũng là một loại trà. Trà sữa. Không, con bảo là green. Green là matcha. Matcha. Yes. Matcha tea. Okay. Yep. No, something else. We have circle tea, circle chocolate, you know, chocolate. Trà sữa. Trà sữa vị sô cô la. Có rất nhiều, Tùng có thể miêu tả. Chocolate tea. What else? Bây giờ sử dụng các cái từ đắng cay ngọt bùi của cô thử miêu tả. Một thức ăn. Là một thức ăn nào? Hay một tôi cái gì? Miêu tả đi, không có. Thôi, Tùng bây giờ đến lượt Tùng miêu tả. Đến cô từ nãy con miêu tả hai lần, cô phải miêu tả hai lần. À thế à? Rồi, thế để cô miêu tả nhá. Nào. Okay, it is a dish. It is a dish. It is increasing. It is fragrant. And we put pepper. We take potatoes. We price it in the pan. What is the food? It's a tomato. Oh, tomato. Now listen again. Listen to me again. Now, we cook lots of potatoes. A pinch. Maybe, yeah. A pinch of salt. Now listen. A pinch of salt. A pinch of pepper. Lots of oil. Khoai tây chiên. Yes. How do you say? Khoai tây chiên. Potato, potato, fresh potato. Now, can you write down in the box chat box? Nào, khoai tây trên Tùng viết như nào? Chúng ta có từ khoai tây trước nào? Từ khoai tây viết như nào nào? Potato. 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 T-O. Đúng rồi. Bây giờ khoai tây chiên chúng ta có gà chiên này, thịt lợn gà chiên. Là đúng rồi. Em giờ con viết như nào? Khoai protein. F R I G T A G A G E D potato. Một điều quan trọng nữa là nếu mà có đề ấy, thì cô vẫn sẽ cùng Hùng cùng Tùng giải đề nhiều hơn nhá.
hôm nay có một cái đề nhưng mà cô ấy chữa rồi. Ấy à, cô giáo chữa rồi đúng không? Ừ, thế thì hôm sau chúng ta học vào thứ năm ấy thì Tùng có đề nào không? Chẳng biết ngày mai có đề không. Ừ, thế thì thứ năm chúng ta vẫn học slide. Nếu mà thứ bảy Tùng có đề thì Tùng với cô sẽ chữa đề. Ok. Yes. Nào, về nhà tập nói cho cô nha. Tùng nha. Thế về nhà tập 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 miêu tả cho cô, sử dụng cho cô tất cả các từ về đắng cay ngọt bùi và miêu tả món ăn được không nhỉ? Hai con nhắn nhắn trên đấy xong rồi con trả lời, tự trả lời nhé, không có trách nhé. Ừ, thế con đặt câu hỏi đi, xong rồi hôm sau cô sẽ đưa câu trả lời. 5 câu hỏi được không? Ba câu Nào thế, 3 câu vậy, 3 câu. Miêu tả nhá, miêu tả tiếng Anh. Ừ, để hôm sau cô trả lời. Ok. Now, what is your favorite word today? Gì mà vừa nãy cô bảo à, là pinch pinch À, pinch. Ok, good job. pinch Nghĩa là off gì? là núm Đúng, chính xác nha. núm Ok, pinch of you. pinch off là có Được, nhúng đường được, nhúng muối được. pinch off iPhone được không cô? Nhúng, hả? Sao lại nhúng Kiểu iPhone? như này. Như nào? Cái đấy là chúng ta capture rồi, capture có nghĩa là tóm rồi, đấy là con tóm. Nhưng mà chúng ta cái một nhúm đấy, a pinch đấy là danh từ, còn túm đấy là động từ. Đúng rồi, tóm đấy là động từ, còn đâu nhúm đấy là một nhúm, có nghĩa của chúng ta là danh từ. Tùng nha. Ok. Rồi. Nhớ về nhà miêu tả cho cô 3 câu để hôm sau cô trả lời. Thứ năm nhá. 3 câu phải dài nhá. Ok. So, any question for today lesson? No. Rồi, về quan trọng tìm đề cho cô nhá. Ừ. Ok, so Bye. good night, see you again. Bye bye, good night.